Đây các bạn thấy gió gợn lăn tăng không? Đẹp hết các bạn. Đó cái giớ mình đặt đi. Nhưng mà không có cá gì hết trơn các bạn. Thì cái giớn năm rồi thì đặt có cua có cá nhiều lắm, còn năm nay nói chung là không có cá mắm gì hết trơn, không có cá luôn. Thì cái cảnh nước mênh mông gì nè. Cái đường này là cái đường của mình mùa nước, mà mùa nước năm nay không có ngập. Năm rồi đã ngập tới cái mí này luôn các bạn, năm nay không có ngập nha. Năm nay bèo quá các bạn. Đây là mấy cây bình bát nha. Thì sóng gần lăn tăng thì rất là đẹp. Đi ngồi xuống cho các bạn xem đẹp không. Đẹp hết các bạn. Nhưng mà nước nhỏ quá, nước cái nước rất là nhỏ. Thì kể từ năm tầm năm 2018-19 gì đó, trở về 3-4 năm trở lại đây các bạn, nước rất là nhỏ các bạn. Thì tầm 2015 tới gì trước á, thì nước rất là ngập, rất là sâu, cá nhiều lắm. Thì do quá trình biến đổi khí hậu hay là các con đập ở đầu nguồn sông Mekong các bạn, là nước không có đổ về đây được. Nên tình trạng là mình nghĩ là vài năm nữa các bạn, dài tầm 4-5 năm nữa là ở miền Tây có thể là không còn nước luôn các bạn. Thì chỉ là có mùa nước lớn thôi, không gọi là mùa nước nổi nữa. Tại vì mùa nước nổi là nó phải ngập khủng khiếp lắm. Ngày lần xưa cái nhà của mình á, cái nhà của mình ngày đó các bạn ngập lúc luôn á. Mà năm nay nó gì này, nếu cái đường gì nữa các bạn, là nó ngập tầm phải lên 1 mét nữa đó. Cái đường này nè. Năm 2000 á, là năm 2000 là cái trận lũ lịch sử các bạn. Nhiều bạn thắc mắc trái này không biết trái gì các bạn. Thì ở quê mình thì trái này người ta hay gọi là trái giác á, nấu canh chua ăn rất là ngon, nhưng mà mình chưa có nấu thử ăn thử, chưa dám ăn luôn. Thì nghe nói nó rất là ngứa. Trái này thì mọc dại ở quê mình nhiều lắm các bạn. Nó chín thì rất là đẹp nha. Đây như chín thì nó màu con chim nó ăn nè. Cái này có con chim nó mổ rồi nè. Chín thì nó màu đen các bạn. Thì cái trái này nghe nói là móc câu cá chim trắng rất là ngon các bạn. Có giò có chim trắng đồ á, rất là nhạy luôn. Thì chỗ của mình thì nhiều lắm nè. Đây như trái này nhìn các bạn giống trái trăm không, nhìn thấy là thèm nè ha. Đó, nhìn thấy là nó thèm liền hả. Đây như đây nữa nè. Quá trời luôn các bạn. Nhìn thấy cái chùm trái, trái này là ai cũng thèm hết trơn. Nhưng mà thật ra là chỗ mình chưa có ai dám nấu canh chua bằng trái này hết trơn á. Mình quay ngược sáng thì thấy không thấy được. Đừng quay ngược lại. Tại nhiều lắm bằng trên đọt đó. Có nghĩa là nguyên cái đường cây này nè. Nhiều các bạn thấy quá trời không? Nhiều lắm. Thì cái lá như thế này. Còn cái trái nó lúc mà nhỏ thế này các bạn. Nè, nó thế này nha. Nó không lấy nét được luôn. Rồi được rồi. Đây là trái sống của nó nè. Đây trái sống đây. Các bạn thấy không? Còn đây là trái trái chín nè, trái chín thì nó như vậy nè. Nó trái chín nè. Để một hồi mình hái một trái rồi mình vẽ ra cho các bạn xem. Mình sắn ra. Đây, như cái trái này nữa nè. Đó, các bạn thấy chín chưa? Chín nó đẹp chưa? Đến zoom lại. Đó. Nè. Các bạn thấy đẹp không? Đó. Đó, đẹp không các bạn? Để mình hái xuống một trái cho các bạn xem nha. Thì nhiều lắm bạn, trên cây tới nhiều lắm đó. Nó thòng xuống tới đây luôn nè, thòng xuống như vậy luôn nè các bạn. Nè. Thấy chưa bạn, thấy chưa? Để mình hái một trái xuống cho bạn xem nha. Ơi. Lâu. Nó rụng nhiều lắm các bạn nè, trái nó đỏ vậy nè. À, lu ăn lu, ngứa lu. Lu ngứa lu lu. Trời ơi, ăn lu thế này cũng ngứa. Lu ngứa lu. Ngứa lu. Trời ơi ngứa. Con chó không ngứa gì, lu ngứa lu. Trời ơi, nó ăn trái đó luôn các bạn, trái đó mình nghĩ ngứa các bạn. Nè. Nữa rồi, tới lại nữa rồi.
chớ làm chuyện trời ta luôn rồi trời ơi. Nói trái khác. Rồi ngứa rồi các bạn. Bị ngứa rồi kìa, ngứa mỏ rồi kìa. Đó. Ngứa mỏ rồi đó. Đó. Đây nè, cái trái này thế này các bạn, để mình hái một trái thôi. Nếu mà nặng ra cái mũ nó sẽ màu đen thế này nè. Đó. Người ta nói là nấu canh chua ngon lắm, nhưng mà mình ở đây mình chưa ăn, dám ăn thử. Thì thịt ở trong mình nó giống trái nho lắm các bạn, y chang trái nho luôn. Nó giống trái nho lắm nha, nhìn nó đẹp lắm kìa. Các bạn là nếu mà bỏ trong cái rổ nho hay là cái rổ gì đó, các bạn là thấy các bạn ăn liền luôn á. Nhìn rất là đẹp. Nhiều lắm các bạn, thì cái chùm bên đây nữa nè. Bên đây một chùm nữa nè. Nè bên đây trái bụi bụi không thể chưa. Rồi trên đọt nữa kìa, các bạn thấy trên đọt không, quá trời luôn á. Nè, trái nữa nè. Các bạn thấy chưa, quá trời luôn, nó chín luôn á. Đây là dài xuống cái đường ở dưới á, là nhiều lắm các bạn. Nó sống là như cái thân của nó nè. Cái thân của nó là cái cây này nè, cái dây này nè. Nếu các bạn mà bứt cái cây này là nó sẽ chết nha. Cái gốc của nó nè. Nó cập rạch nhiều lắm các bạn, nó lên cập rạch quá trời luôn á. Rồi đây mình đảo thì một đường nữa các bạn, thì đây cũng có nữa nè. Nói chung là ở đây nhiều lắm các bạn. Hằng hà luôn nè, các bạn thấy chưa, hằng hà luôn nè. Cái trái này như bị chim mổ rồi nè. Chim nó để kỹ năng á. Đó các bạn. Thì mình đi một vòng nữa coi. Nhiều lắm, nhiều cái đường ở dưới nhiều được dữ lắm các bạn. Như cái này cũng có nè các bạn, mà nó chưa có trái nha, chín nha. Thì cái này chỉ là trái sống thôi. Thì nguyên cái đường này nhiều lắm các bạn. Thì nguyên cái hàng cây này các bạn tính đi, nó bò chi chít nhiều lắm. Nhờ như cái đường bên đây nữa nè, nó bò theo cái bờ tràm đó các bạn. Chỗ này nè, chỗ này nhiều lắm các bạn. Rồi mình sẽ đi vòng dọc coi còn nữa không. Nói chung là nó bò nhiều lắm, thòng xuống nhiều lắm. Cái trái nó nếu mà bỏ vô cái chùm nho là các bạn không phân biệt được cái nào nho là trái nào trái giác luôn. Đó, nó chơi thì ngay chứ nhiều người ăn hớ hải á, người ta sẽ bóc người ta ăn liền. Đây mình đi qua cái xóm dưới nha. Cầu này thì cũng mục rồi, không có còn chắc nữa, xe này người ta chạy cũng tạm bỡ thôi. Tại căn cách nhau một con rạch á, thì một bên xuống dưới, bên xuống trên.
một hết trơn à.